Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự ký công điện số 732 ngày 8 tháng 8 năm 2023 về việc tập trung phòng chống giảm thiệt hại do sạt lở đất bờ sông và bờ biển lũ quét. Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng các bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Quốc phòng, Công an. Công điện nêu rõ, từ đầu tháng 7 năm 2023 đến nay, sạt lở đất, lũ quét, sạt lở bờ sông, bờ biển tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, nhà cửa, tài sản của nhân dân. Nhiều tuyến giao thông, cơ sở hạ tầng bị hư hại, gây tâm lý bất an trong nhân dân, nhất là ở một số tỉnh Tây Nguyên, miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và thủ trưởng cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc công điện số 607 ngày 1 tháng 7 năm 2023. Nắm chắc tình hình, chủ động triển khai các biện pháp cần thiết theo thẩm quyền, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương để kiểm soát, giảm thiệt hại do sạt lở đất, lũ quét, sạt lở bờ sông, bờ biển. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trước mắt khẩn trương thực hiện ngay một số giải pháp cấp bách để đảm bảo an toàn cho nhân dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét. Đối với các khu vực đã phát hiện có nguy cơ sạt lở, lũ quét, phải kiên quyết di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc có phương án chủ động bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân, không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ. Tổ chức hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, chỗ ở theo quy định để ổn định đời sống cho các hộ bị mất nhà do sạt lở, lũ quét hoặc phải di dời để phòng tránh sạt lở, lũ quét, không để người dân thiếu đói, không có chỗ ở. Tiếp tục tổ chức rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, nhất là các khu vực có dân cư, trường học, công sở, doanh trại, nhà máy, xí nghiệp. Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận biết về dấu hiệu nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét để huy động sức mạnh của nhân dân trong việc phát hiện, thông báo các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, hướng dẫn kỹ năng để người dân chủ động ứng phó khi có sự cố, hạn chế thiệt hại, đặc biệt cần chú ý có hình thức tuyên truyền, hướng dẫn phù hợp, kịp thời đối với người dân ở thôn, bản, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các bộ ngành địa phương chủ động nắm tình hình, chỉ đạo triển khai xử lý, khắc phục tình trạng sạt lở theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chủ động chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các địa phương triển khai công tác phòng chống, khắc phục hậu quả theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Giao văn phòng chính phủ theo dõi đôn đốc các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương trong việc thực hiện công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện.